Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày kỷ mùi tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỵ mùi, tức can chi tương đồng, thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, quý xỉu, ất xỉu, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh xỉu, ất xỉu, tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao cát khánh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao ngũ hợp tốt mọi việc Sao sáu trong ngày gồm có: Sao Nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa, Sao Nguyệt hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, Sao Nguyệt hư sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, Sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, Sao Câu Trận kỵ về an táng, Sao Độc Hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày. Hị thần hướng đông bắc, Tài thần hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý mùi tư hại. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý đang có những điều ngẫu nhiên bất ngờ xảy ra do ngoại cảnh. Và cho dù với bạn tuổi Tý, bạn vốn thích quy tắc, khuôn khổ và muốn mọi thứ đi thiêu dự tính của mình. Tuy nhiên, lúc này cách khôn ngoan nhất đối với bạn tuổi Tý đó là hãy thích nghi với hoàn cảnh, đừng tỏa ra cố chấp. Trong vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý đang có sự tò mò, hiếu kỳ đến lạ lùng, làm cho bạn cảm thấy cũng khó có thể giải thích được. Vậy thì bạn hãy để cho những cảm xúc đó dắt lối cho mình, để cho bạn và những con đường không hề quen thuộc nhưng lại đầy gợi ý mới mẻ cho bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý nên cẩn thận chuyện tiền nong những ngày này, nhất là khi tính toán của bạn rất dễ có sự sai sót nên nhờ ai đó xem lại trước khi gửi đi ngoài ra bạn mệnh tuổi Tý nên tránh cho vay mượn về tiền bạc để phòng các rủi ro có thể xảy ra với mình. Vai tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, đừng trông đợi điều chẳng thể xảy ra. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tin tưởng vào giá trị mà bạn nuôi dưỡng tử vi tuổi canh tí thuộc thổ đừng có bao biện lý do cho sự không tiến bộ của bản thân tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc hãy bước ra giới hạn của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cho nên bạn tuổi sửu đang có điểm báo sẽ không có lợi cho cái mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày này và với bà tuổi sửu trong ngày này bạn cũng nên quan tâm tới nửa kia của mình người ấy đang chờ đợi sự chú ý của bạn và bạn hãy cứ tạm gác trách nhiệm công việc sang một bên cái đã. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, một số bạn đang có được cơ hội phát tài trong thời điểm này, hoặc đơn giản là ngày phụ của bạn đang mang lại cho bạn nguồn thu nhập kha khá để trang trải cuộc sống hiện tại. Thế nhưng với bạn tuổi Sửu, đừng có vì một chút thay đổi mà cố tỏa ra mình nhiều tiền hay ba hoa, chú trọng quá vẻ bề ngoài mà trở nên phù phím. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Thế nhưng, đừng vì có ai khuyên uống thuốc gì, cũng uống ngay, mà chỉ cần bạn nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ tự có cơ chế hồi phục. Nếu như bệnh tình nặng thì bạn nên đi khám bác sĩ, chứ có nên chủ quan với sức khỏe của mình. Vài tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim tránh gây ảnh hưởng tới người khác từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy bạn hãy có giá trị sống hoàn toàn khác biệt từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tránh khai thác chuyện riêng của người khác từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên tập trung vào những gì bạn giỏi từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc tránh việc hận thù với ai đó Về đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi dần thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần chính sự cả nghĩ của bạn là vấn đề của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay nhất là khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh với bạn tuổi dần, bạn đừng có nghĩ ngợi quá nhiều, trăn trở quá nhiều về những công việc bản chất của nó không thực sự như bạn nghĩ bạn hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng tinh thần là điều cần thiết lúc này, nhất là khi bạn đã trải qua một khoảng thời gian quá chi là vất vả với những nhiệm vụ được giao phó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này không hề tốt cho khía cạnh về tiền bạc cũng như là sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì ảnh hưởng do thời tiết thay đổi thất thường cho nên với bạn tuổi dần bạn dễ bị ốm nếu không chăm sóc đúng cách có thể bạn sẽ phải nhập viện và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần ngày này nhân thần ở đầu gối bàn chân và sau ống chân vì vậy với bà tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa chăm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, hãy đưa ra lời khuyên chân thành tới ai đó. Tử vi tuổi bính dần, thuộc họ, không nên đánh đồng mọi người giống nhau. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới xử lý được. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, hãy tha thứ cho người khác nếu cần. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, muốn nhận được sự giúp đỡ thì bạn nên nói ra và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi than. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cho nên mang lại hy vọng đối với những bạn đang quản độc thân và bạn tuổi Mão cảm nhận được tình cảm chân thành của ai đó và có thể muốn tiến xa hơn đối với cái mối quan hệ hiện tại. trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi mão á, có khá nhiều người đón nhận tin vui về cưới hỏi hoặc là bầu bí nữa và bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ thú vị đang đón bạn ở phía trước. bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão á, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn tuổi mão đang có cảm giác yêu tư, bạn nhìn lại quá khứ và cảm nhận thấy rõ những thay đổi trong suốt chặng đường vừa qua. Cái điều quan trọng là bạn tuổi mão đã được là chính mình, được gần gũi hơn với những giấc mơ của mình, điều đó mới quan trọng với bạn lúc này. Tuy nhiên, vận trình ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc dự báo về sức khỏe của bạn lúc này lại không được ổn cho lắm. Lúc mà bạn cảm thấy mình khỏe thì lại là lúc cơ thể của bạn đang có dấu hiệu không tốt. Và với bạn tuổi mão, bạn nên cố gắng duy trì lịch tập luyện thể dục thể thao như cũ thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện tốt hơn. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, hãy cố gắng đừng có ngồi đợi may mắn. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc họ nhận được nhiều lời góp ý tích cực từ người khác tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ hãy tham gia những hoạt động giúp cho bạn mở mang thêm kiến thức tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc tình duyên hòa hợp vui vẻ tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim Nếu có bất đồng ý kiến thì nên im lặng và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang nhờ có được chính tài chiếu mệnh. Cho nên, một số bạn tuổi thìn đang có được cơ hội hợp tác kinh doanh, làm ăn hoặc là ký kết hợp đồng khá chi là hứa hẹn trong tương lai của bạn. Có thể nói, khi với bạn tuổi thìn đang có được các thần ghé thăm như ngày này thì mọi việc khá chi là thuận lợi, có nhiều hậu thuận cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Và với bà tuổi Thìn, bạn trở nên chủ quan, vì dù là dấu hiệu nhỏ thôi, nhưng đó là lúc bạn nên quan tâm tới sức khỏe của mình, cơ thể của mình. Nếu như cần thiết thì hãy đi khám bác sĩ, càng sớm càng tốt, bệnh tình nhẹ, xe rẻ thì sẽ dễ chữa hơn với bạn. Và ngày này đối với bà tuổi thìn, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành các công việc như là sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc mọi lúc một thuận lợi, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tránh tâm lý chủ quan, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng quá tự kiêu và vụ lợi. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, hãy chia sẻ nhiều hơn, tình cảm vợ chồng sẽ được cải thiện. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, cần hiệu điểm yếu và sự chữa nó. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày cô tam hội phù trợ đây là cơ hội mà bạn tuổi tỵ có thể gặp được người mới đem lại cho bạn những ý tưởng hay những nguồn kiến thức bất tận và với bà tuổi tỵ bạn hãy coi đây là cơ hội để học hỏi nhiều hơn và làm đầy kiến thức cho bản thân mình Ngày này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh được cải thiện nhất là đối với những người mới ốm dậy sẽ nhanh chóng hồi phục còn đối với những ai chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao chú ý ăn uống điều độ sẽ cảm nhận được rõ cơ thể của mình dịu dai và mạnh mẽ hơn rất nhiều tuy nhiên ngày này với bà tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh dự báo cho bạn đang có những cảm xúc nếu như vượt ngưỡng sẽ đem lại cho bạn những tác động không hề tốt một chút nào. Thế nên với bạn tuổi tỵ bạn cần phải học cách kiểm soát chính những cảm xúc của mình thay vì để cho chúng khiến cho bạn có những hành động bốc đồng, vội vã. Thái độ của bạn quyết định vận trình của bạn trong ngày hôm nay như thế nào bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tìm cách thoát khỏi giới hạn mà bạn tự đặt ra. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có thể cho ai đó lời khuyên để giúp đỡ cho họ. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mộc không nên phủ nhận công sức của ai đó. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim càng nói chiều bạn lại càng dễ nói sai. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên tha thứ cho những lỗi lầm của ai đó. Vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ hai này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 2 Số 6 Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cá tường Màu đỏ Màu cam Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi tỷ Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là ngày hôm nay với bà tuổi ngọ nếu như bạn vừa trải qua một giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với ai đó thì hôm nay với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày ngọ mùi hợp nhật nguyệt tức là ngày để cho bạn giải quyết những vấn đề khó khăn khúc mắc về những hiểu lầm ngồi lại chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ cá nhân sự điềm đạm của bạn lẫn đối phương khiến cho những rắc rối của bạn sẽ được tháo gỡ bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn cho nên với bà tuổi ngọ đang có được một ngày yên bình sau những ngày làm việc bận rộn thì đây chính là ngày để cho bạn nghỉ ngơi đôi chút. Bạn hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân yêu trong gia đình, cùng hòa, cùng họ trải qua những khoảnh khắc bình dị, vui vẻ bên nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại cho bạn đang có được những tín hiệu tốt về tiền bạc, tình hình tài chính của bạn có thể được cải thiện nhờ ai đó giúp đỡ cho bạn hoặc là bạn nhận được khoản tiền nhờ công việc làm thêm của mình. Và nhìn chung, trong ngày này đối với bà tuổi ngọ, bạn không cần phải căng thẳng hay là lo lắng về vấn đề tiền bạc. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, mọi việc nên rạch ròi, rõ ràng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình duyên được vượng sắc. Từ vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, mối quan hệ xung quanh trở nên hài hòa tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ có người dành cho bạn lời khiên ngợi tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc không ngừng cố gắng trong công việc về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 Số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ về tuổi mùi, thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của tam hợp xuất hiện. Đúng là những gì mà bạn tuổi mùi mong đợi, có thể nói những mong muốn của bạn trong chuyện tình cảm lúc này sẽ trở thành hiện thực. Đối với những bạn đang còn độc thân thì hôm nay khá chi là vượng về đào hoa khi có nhiều người muốn tìm hiểu và xây dựng cái mối quan hệ tình cảm nhưng bạn lại vẫn cần phải thời gian để cân nhắc lại. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, góp phần rất nhiều cho sự may mắn của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay. Có những cánh cửa mở ra cho bạn tuổi mùi có được cơ hội vô cùng là tuyệt vời và bạn nhớ đón nhận nó dù chưa biết mọi thứ sẽ đưa bạn đi tới đâu, bạn đừng có nghi ngại là mất đi vận may đang có với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút và bạn đừng có mãi mê thiêu đuổi công danh hay là tiền bạc mà quên chăm sóc cho bản thân mình nữa. Bạn chỉ cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ và ít nhất là tập luyện thể dục thể thao hai lần một tuần là đủ rồi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nên trân quý những gì đang có. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tìm thêm những mục tiêu mới trong cuộc sống. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ quyển sách hay sẽ nuôi dưỡng tâm hồn của bạn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình yêu như ý muốn và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. tử vi tuổi thân thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối bạn tuổi thân Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một thời khắc hết sức là vui vẻ với sự hỗ trợ của chính quan chiếu mệnh. Đây là cơ hội để động viên mình bằng những cuộc gặp gỡ nhiều tiếng cười. Và trong công việc đây cũng là một ngày mà bạn nên suy nghĩ thoáng và sẵn sàng để trực giác giúp đỡ cho mình. Trong vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ kim tương sinh, hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh, thêm phần được thăng hoa, tốt đẹp. Nếu lâu nay bạn lo lắng rằng không ai hiểu mình thì nay có người cho bạn có được cảm giác thoải mái để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Và ngày này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn thực hiện mọi việc đều tốt, nhất là các công việc như là khởi tạo, trôn cất, cưới gã, xây cất, đào giếng, đào ao, khai mương rạch, các vụ việc thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Và bạn cũng cần phải lưu ý khi xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn có được nhiều phần thuận lợi và có được tài lộc về tay. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, công việc có tiến triển khả quan. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, chớ mong điều xảy ra quá nhanh chóng với mình. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, quan trọng nhất là bạn học được điều gì khi mỗi ngày qua đi. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp được người giúp đỡ cho mình. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày khá vất vả, bận rộn hơn thường lệ. Và bạn tuổi Dậu, bạn sẽ phải đổ tâm sức cho công việc hơn là tính toán ban đầu. Thậm chí bạn phải đối diện với một vài khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để cho bạn tuổi Dậu chứng tỏ được sự mạnh mẽ, dỗi giang như thế nào và chinh phục được mọi người. Ngày này đối với 3 tuổi giàu, bạn cũng đang gặp được ngày của ngủ hành tương sinh. Đây là dấu hiệu tốt để cho chuyện tình cảm của bạn mệnh được khởi sắc. Nếu như trước đây có những mâu thuẫn, hiểu lầm thì đây là thời điểm khá tốt để cho bạn phá bỏ những sự căng thẳng để hai người cùng có thể hiểu nhau hơn. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu Ngày này, nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi dậu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công sức của bạn có thể bị phủ nhận. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, đừng có tốn công sức cho người không hiểu chuyện tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tránh tâm lý chủ quan khi đánh giá vấn đề tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chớ nên trong đợi điều viễn vong tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng có ngại những cả trở hiện tại với mình Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tốt á, chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này bà đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn đang có điểm báo những nỗ lực của bạn đang bị ai đó phá hỏng điều này khiến cho bạn tuổi tuất dễ nóng giận nói những điều không hay và với bà tuổi tuất bạn nên học cách kiểm soát bản thân, chớ nói những điều không hay chỉ để thỏa mãn bản thân mình, nhưng lại làm buồn lòng người khác với bà tuổi tuất trong ngày thứ hai này nếu như có dự định gì liên quan tới tiền bạc như là đầu tư kinh doanh thì hôm nay lại khá chi là thuận lợi với bạn trợ lực của bạn trong ngày hôm nay đang là chính tài vì vậy bạn dễ dàng đưa ra được những quyết định phù hợp hoặc là có người dẫn đường chỉ lối cho bạn để tránh được những sai sót với mình và ngày này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất thường xuyên có cảm giác bất an, có thể không phải là vì đang xảy ra chuyện gì mà chỉ là sức khỏe của bạn đang chịu ảnh hưởng bởi tâm lý và nó cũng quay sang ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bạn tuổi Tuất cần phải gắng hít sợ thật sâu và tìm cách nghỉ ngơi hợp lý. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ tránh đối đầu với người không hiểu bạn từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp nhiều khó khăn trong công việc từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần phải biết lắng nghe hơn từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhận được bài học quý giá từ người đi trước từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên ăn uống quá nhiều trong một bữa và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và cái điều này làm cho bà tuổi hợi hãy tự hội bản thân mình đâu là thứ mà bạn đang khao khát nhất mong đợi nhất Thay vì chỉ nhìn ngắm từ xa, đây cũng là thời điểm mà bạn tuổi hợi nên nỗ lực để có thể nắm bắt được ước mơ theo cách mà bạn mong muốn. Và với bà tuổi hợi, nếu bạn đang có bất kỳ gánh nặng nào ở trên vai hay là những yêu tư phiền muộn ở trong lòng làm cho bạn trăn trở thì bạn nên tìm đến bạn bè để có được lời khuyên hữu ích nhất trong ngày có thể bạn là một quân người sĩ diện và không muốn bày tỏa quá nhiều những tâm tư của mình và để cho người khác sôi mối nhưng cũng có lúc tự mình không thể giải quyết được vấn đề của bản thân mình đâu bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc dự báo đang có những bất hòa trong gia đình bạn bè hoặc là với một nửa của mình nhưng với bà tuổi Hợi cần phải xem xét lại vấn đề xuất phát từ bạn, do đó đừng có vội vàng đổ lỗi cho người khác mà nên xem xét lại bản thân mình trước đã. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏ nhớ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có thêm niềm hy vọng mới. Từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc tránh tâm lý so sánh người này người kia. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, người trong nhà nên nhường nhịn nhau, từ vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy có được cơ hội kiếm thêm tiền với mình. Vài đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.